Hôm nay Giang sẽ mời quản nhà đi tham quan cái dự án Sky 89 của chủ đầu tư An Gia mọi người nhé. Thì hiện tại chúng ta đang đứng tại sảnh đón của chung cư Sky 89. Thì đây là khu vực của quầy lễ tân ha. Bên tay trái của Giang đây là khu vực chờ cho khách. Thì khu vực chờ này á, chủ đầu tư An Gia họ thiết kế một cái thác nước mọi người cực kỳ là đẹp ha. Ngồi ở đây thì rất là mát luôn. Đó. Mọi người thấy nè. Giả sử mình mời khách mình đến thì khách mình sẽ ngồi ở đây để mình chờ mình di chuyển xuống hoặc là có những cái việc gì đó quan trọng thì khách sẽ chờ ở đây. Thì kế bên khu vực phòng chờ thì phía sau lưng là mọi người thấy chủ đầu tư An Gia lắp đặt rất là nhiều cái tiện ích nè. Trong đây có tiện ích bóng bàn nè. Rồi, bên đây là cái tiện ích khu vực bi lắc này mọi người thấy không? Sở hữu một căn tại đây thì mình rất là nhiều tiện ích, đa tiện ích luôn. Còn khu vực đây là khu vực tiếp khách của phòng ban quản lý nằm bên tay phải của Giang đây. Phía trước của chúng ta đây là cái thác nước phong thủy. Ha, thác nước phong thủy cực kỳ là thoáng luôn. Rồi. À, bây giờ Giang xin mời anh chị mình di chuyển lên tiện ích của tầng Long Môn là tầng 23, 24 và 25 để mình xem cái tầng Long Môn có những gì, có đáng để mình sở hữu một căn hộ tại K89 không mọi người nhé. Bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển qua cái khu vực thang máy để mình di chuyển lên tầng Long Môn mọi người nhé. Hiện tại Giang đang ở sảnh thang máy của dự án Sky 89 anh chị khách hàng nhé. Thì thương hiệu của chúng ta đây là Schindler, một thương hiệu thang máy rất là cao cấp ha. Tốc độ đi là 1 giây trên 1 tầng. Các bạn, thì hiện tại chúng ta đang có mặt tại tầng thượng của chung cư K89, tầng 35 anh chị khách hàng nha. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển ra phía bên ngoài khu vực hồ bơi. Rồi mời anh chị khách hàng nhìn đây, đây là khu vực hồ bơi. Đây là khu cái gì quên rồi ta. Tự nhiên bị chết anh dễ dàng ơi. Đây là cái khu vực thư giãn nè. Một cái buổi chiều mà anh chị đi làm về một ngày mệt nhọc á, thì mình xuống bơi sau đó mình vào khu vực thư giãn của chúng ta ở đây. Đây là khu vực hồ bơi cho trẻ em anh chị khách hàng nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. View cực kỳ là thoáng và đẹp luôn. Đây là khu vực để mình tận hưởng cảm giác. Sếp Hiến. Alo. Đây là sếp cũ của chúng ta. Ủa vậy hả? Có giám đốc giám đốc của An Gia. Tên gì quên nè, tên gì? Anh Hiến. Anh Hiến tên gì? Sếp nó mà quên, ông quên luôn rồi, chịu. Sếp Hiến rồi, họ tên. À. Hồ gì? Đây là TikToker vừa đoạt giải 10 triệu của chủ đầu tư An Gia. Xin chào anh chị, hiện tại thì Giang đang có mặt tại tầng Long Môn nha, tầng 23 nha anh chị. Long Môn của chúng ta là cao 3 tầng, 23, 24 và 25. Bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển vào tầng Long Môn ha.
Tại tầng Long Môn này thì không gian cực kỳ là thoáng luôn anh chị khách hàng ạ. Thì đây là khu vực thư giãn. Thì mỗi buổi trưa, buổi chiều và buổi sáng anh chị có thể ngồi ở đây thư giãn cà phê nè. Đó. Còn khu vực đây là khu vực ngắm cảnh. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên đài ngắm cảnh nha anh chị khách hàng. Đây là lối đi trên lên đài ngắm cảnh. Ở đây thì mình có hai không gian để mình ngắm cảnh nha. Thì đài ngắm cảnh của chúng ta đây là tầng 24. Tại khu vực này thì mình sẽ có những trải nghiệm cực kỳ là tuyệt vời luôn. Thì như anh chị khách hàng đã mua dự án tại Sky 9 thì anh chị cũng thấy là chủ đầu tư họ làm một cái video của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Thì để đây có một cái khu vực đài ngắm cảnh. Là cô ấy bước vào cái đài ngắm cảnh này nè mọi người. Đó. Tại cái đài ngắm cảnh này thì mình view một không gian cực kỳ là đẹp và cực kỳ là thoáng và rộng luôn anh chị khách hàng. Đó, thì bên kia sông là tỉnh Đồng Nai ha, khu vực mình với một cái dãy đất xung quanh là cây cối rất là xanh rờn luôn nè, mát mẻ cực kỳ. Thì cái hướng này là hướng đông, trực diện hướng đông luôn và view sông cực kỳ là đẹp. Nếu anh chị khách hàng nào muốn sở hữu một căn hộ view sông và hướng đông, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ lựa chọn cho anh chị những cái căn view sông. Thì trong cái mặt view sông này á là có các loại căn là một phòng ngủ một toilet với diện tích là 55m2 và căn hai phòng ngủ hai toilet với diện tích là 72m2 và những căn ba phòng ngủ cực kỳ là đẹp, đó là căn gọi là người ta ví như một cái căn gọi là tổng thống gì đó, là mọi người sở hữu căn này với một căn gốc nó có hai bên là căn số 2 và căn số 6 mọi người nhé. Hai căn này thì nếu anh chị nào muốn sở hữu ngay hai căn này để mình sở hữu một căn gốc với tầm view nó rộng hơn view này luôn thì anh chị vui lòng liên hệ với Giang. Với cái phân khúc giá tiền mình sở hữu một căn hộ tại Cài 89 thì anh chị có thể tham khảo tất cả những cái căn hộ khu vực của khu quận 7 này. Thì nếu mà so sánh về chất lượng á, là chưa có cái dự án xung quanh đây mà vượt trội về chất lượng so với Cài 89 của chủ đầu tư An Gia mọi người nhé. Cái này là cam kết của Giang luôn về chất lượng xây dựng nè, chất lượng bàn giao và những cái tiện ích luôn mọi người nhé. Rồi. Như mọi người thấy đó, trên đó là tầng 25 ha. Thì tầng Long Môn của chúng ta là gồm tầng 23, 24 và 25 với chiều cao là 9m. Thì nó sẽ tạo một không gian view cực kỳ thoáng luôn. Bây giờ mình di chuyển xuống tầng 23 để mình xem thêm những cái tiện ích của K89 mọi người nhé. Cái mặt bên kia là view sông, còn mặt bên này là view về trung tâm Phú Mỹ Hưng mọi người nhé. Tầng 23, 24, 25 này thì chỉ có 6 căn hộ thôi, mật độ căn hộ rất là thấp. Thì chủ đầu tư An Gia là hướng đến cái tiện ích nhiều hơn. Chính vì vậy anh chị khi mà sở hữu một căn hộ tại An Gia thì mình sở hữu rất là nhiều tiện ích, rất là tuyệt vời luôn. Và mỗi khi mà chủ đầu tư An Gia phát triển một cái dự án mới là họ bổ sung rất là nhiều tiện ích mọi người nhé. Thì đây là khu vực tầng 23. Thì dưới tầng 23 này thì chủ đầu tư An Gia họ lắp cho mình một cái khu vực thể thao nè. Đó. Những máy móc là bố trí sẵn cho anh chị khách hàng luôn rồi. Đây, khu vực phòng gym ha. Thì bên đây nó có những cái hộp tủ để anh chị chứa những cái vật dụng thể thao ở đây luôn. Gỗ kata của An Cường luôn nha mọi người. Thì hiện nay thì chủ đầu tư An Gia đang sắp bàn giao rồi. Và anh chị nên mua trong giai đoạn này, giá đang còn rất là tốt nha. Đây là khu vực yoga nha mọi người. Đây là khu vực yoga. Thì hiện nay chủ đầu tư đang bố trí một số ghế ngồi trong cái tầng Long Môn. Thì họ để tạm đây thôi. Sau này thì mọi người tập yoga thì mình ngồi đây. Và cái view của yoga là view về... Mọi người nhìn xuống dưới này ha. Mọi người nhìn xuống dưới. Thì đây là cái khu để mà mình ngắm hồ Cai Bên nè. Rồi công viên kênh đào. Phía bên đó là Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phú Mỹ Hưng.
Rồi mình di chuyển qua khu vực bên này nha. Đây là khu vực để mà mình ngồi thư giãn luôn, cũng giống như bên kia. Thì mỗi khu vực ngồi ghế thư giãn thì nó có một cái nhà vệ sinh ở tầng Long Môn này luôn, cái điều đặc biệt. Ha, nhà vệ sinh nằm ở đây. Có tổng cộng 2 nhà vệ sinh nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển xuống tầng dưới ha. Để mình xem cái căn hộ thực tế bàn giao như thế nào mọi người nhé. Mọi người trải nghiệm cái video này các bạn thấy thế nào ạ? Nếu mà ai quan tâm thực tế, muốn đến xem thực tế thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ mời mọi người đến tham quan thực tế. Thì hiện nay bên dự án của chúng ta là còn những căn penthouse tầng 34 của chủ đầu tư. Ai muốn sở hữu một căn penthouse thì vui lòng liên hệ với Giang để nhanh tay mình sở hữu ngay nhé. Tại một cái vị trí là coi như là đẹp nhất của quận 7 luôn. Thì những cái căn hộ mà giáp sông nó cũng không có nhiều, mà nó giá trị là không càng không có nhiều nha mọi người. Thì hiện nay là chủ đầu tư đang bắt đầu gọi là cuối tháng 10 này sẽ bắt đầu bàn giao nhà cho cư dân nè. Nếu anh chị nào muốn mua một căn hộ penthouse tại K89 thì vui lòng liên hệ với Giang, hoặc là muốn sở hữu một căn hộ tại K89 hãy liên hệ với Giang, Giang sẽ chọn cho anh chị những căn đẹp nhất. Rồi, hẹn gặp lại anh chị tại dự án K89 của chủ đầu tư An Gia. Giang xin ngừng video ở đây mọi người nhé.